Canh cá rút đầu. Nguyên liệu gồm có cá rô, xương ống, mì gạo, hành khô, gừng, nghệ, thì là rau cải, hành hoa, lá gừng. Đổ nước sôi vào cá ngâm khoảng 20 phút. Gừng, hành, nghệ thái nhỏ. Cho xương vào ninh từ 4 đến 6 giờ. Hành, gừng nướng thơm, cá gỡ bỏ xương. Rải lá gừng, hành khô, gừng tươi, nghệ. Xếp cá và cho nước vào. Cho 2 thìa hạt nêm, 1 thìa mì chính, 2 thìa nước mắm, 1 thìa nước hàng, 1 thìa màu điều. Đun khoảng 2 giờ, cho xương cá vào ninh cùng. Cho dầu ăn vào cá khoảng 15 phút, đun săn cá chắc bỏ dầu đi. Đập gừng hành cho vào giọ quả. Cân gia vị cho 20 lít nước, muối 100g, hạt nêm 100g, đường phèn 90g, đường trắng 80g, mì chính 50g, nước mắm 300ml. Thả giọ quả và cho gia vị, nước mắm, trần mì, thêm rau cải, hành hoa thì là cá lên trên. Chan nước dùng là có thể thưởng thức được ngay.